Thưa quý khán giả, tại Việt Nam, số liệu thống kê gần nhất ghi nhận 180.000 ca mắc mỗi năm và 122.000 ca tử vong mỗi năm do ung thư. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra ở nước ta đã tăng gấp 3 so với năm 1990, với các ca mắc mới ngày càng trẻ quá theo thời gian. Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 19 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu ca tử vong do ung thư, trong đó 49% ca mắc mới và 58% ca tử vong đến từ châu Á. Hiện tại, Việt Nam đang có 350.000 người đang điều trị ung thư. Theo điều tra năm 2020 cho thấy, tỷ lệ mắc mới ung thư tại Việt Nam đã tăng 9 bậc so với năm 2018. Xếp thứ 90 trên 185 quốc gia dùng lãnh thổ và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc. Xếp thứ 50 trên 185 quốc gia dùng lãnh thổ.